Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, đợt mưa to bắt đầu từ rạng sáng ngày 5 tháng 11 và kéo dài cho tới trưa cùng ngày. Tổng lượng mưa từ 7 giờ đến 10 giờ tại các quận huyện thành phố phổ biến từ 40 đến 90mm. Mưa lớn gây ngập sâu tại các tuyến đường phổ biến là từ 20 đến 40cm, nhiều nơi sâu hơn từ 50 đến 90cm như khu vực đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu, Khe Cạn, quận Thanh Khê, một số khu vực trũng thấp huyện Hòa Vang. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố đã cấm đường vì nguy hiểm do mưa to ngập sâu. Nói chung 2 năm trước nó ngập lụt tiền miền đó, lụt nhiều. Năm vừa rồi nó có lụt nhỏ. Còn năm nay thì mới cái mùa mưa này là mới lần đầu tiên đấy. Ngập úng rất là sâu. Ngập tầm khoảng là 60 đến 70cm. Xe máy là không thể di chuyển được. Thì trong thời gian đấy thì cũng đề xuất với Ủy ban nhân dân phường có cách xử lý tạm thời để cho thoát nước để cho khu dân cư đỡ ngập úng. Mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở tại một số khu vực như tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, tuyến DT601 đoạn qua đèo La Ngà, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Trước tình hình đó, tại những điểm xung yếu, lực lượng chức năng các địa phương đã tổ chức giăng dây, lập chốt chặn, bố trí nhiều biển cảnh báo nguy hiểm. Cả lực lượng công an xã và lực lượng dân quân thường trực cũng như là các thôn đã tổ chức di dời một số hộ dân có nguy cơ là ở dưới cái đầu núi mà có nguy cơ sạt lở. Đồng thời là cũng đã cảnh báo cho người dân những cái vùng nguy hiểm để người dân tiếp tục là có cái biện pháp để mà phòng ngừa. Để ứng phó với mưa ngập theo kịch bản phòng chống thiên tai đã được thành phố phê duyệt, ngay từ khi mưa lớn xảy ra, Ủy ban nhân dân các quận huyện đã rà soát, chủ động triển khai sơ tán hơn 800 người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ kéo dài, vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà. Giao cho các phường túc trực thường xuyên 24/24 chủ động theo dõi tình hình thời tiết, hỗ trợ cho người dân thực hiện các tình huống, xử lý các tình huống khi nếu xảy ra. Còn đối với các vị trí mà ngập úng cục bộ thế này là cũng tăng cường các đội khơi thông các cửa thu nước và đặt với. Do các địa phương đã triển khai nạo vét khơi thông các tuyến cống trước mùa mưa bão nên tình trạng ngập úng cục bộ không kéo dài. Cùng với đó, lực lượng chức năng ứng trực tại các điểm xung yếu cũng triển khai vớt rác, khơi thông dòng chảy tại các điểm xung yếu, tránh tình trạng tắc nghẽn. Điều này tạo điều kiện cho nước rút nhanh chỉ trong thời gian ngắn sau khi mưa dứt. Ngay từ thời gian trước mùa mưa bão thì quận đã tổ chức nạo vét khơi thông các tuyến cống rãnh trên địa bàn quận. Và đến nay chúng tôi cũng đã nạo vét được đến gần trên 95% các tuyến cống nạo vét, đặc biệt là tuyến kênh Mẹ Suốt thoát nước từ khu vực bãi rác Canh Sơn ra đến cây Phú Lộc, chúng tôi đã tổ chức nạo vét cơ bản hoàn thành. Ngoài ra chúng tôi đã rà soát cái phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực ngập lụt. Nhờ làm tốt công tác dự báo cảnh báo, không chỉ lực lượng chức năng các địa phương mà người dân cũng đã nắm bắt kịp thời thông tin để chủ động phòng chống mưa ngập trong đợt này. Trong đó, hệ thống giám sát ngập lụt thu thập dữ liệu tự động tại Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh thành phố Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, đưa ra cảnh báo sớm. Hệ thống sẽ thực hiện cái việc là phân tích cái lượng mưa theo từng giờ và từ đó thì có thể phán đoán được cái lượng mưa, cái xu hướng mưa cũng như là cái khả năng sẽ ra ngập. Đối với các cái trạm mà báo ngập tự động thì sẽ được xét cái ngưỡng, và khi mà cái hệ thống, cái mực nước mà nó vượt ngưỡng thì sẽ IOC sẽ phát cảnh báo tự động đến cái cán bộ tại cái nơi đó để mà thực hiện cái phương án xử lý cũng như là cung cấp thông tin kịp thời cho người dân. Đây mới chỉ là đợt mưa lớn đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng trong mùa mưa bão 2024 này. Dự báo từ nay đến cuối năm, không khí lạnh tăng cường, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện với tần suất lớn. Vì vậy, không chủ quan lơ là, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với mưa ngập là giải pháp mà thành phố đã và đang chủ động triển khai với mục tiêu cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.